có nhân duyên họ sẽ thích nghe quý vị nói. Nếu không có nhân duyên với nhau, dù ta nói pháp hay đến đâu, thuần chánh đến đâu, họ với quý vị nhân duyên quá mỏng, họ không tin ta nói, cũng không nghe lời ta. Đây cũng là Phật môn thường nói Phật không đổ người vô duyên. Đời quá khứ và đời hiện tại kết duyên chưa sâu. Có một số đồng tu đến hỏi, tu học ở đây một thời gian, khi có người nói các kinh pháp khác, họ vừa nghe liền đi đến đó, đến hỏi tôi vì nguyên nhân gì. Nguyên nhân này rất đơn giản, nhân duyên của họ với chúng ta rất mỏng, nhân duyên với người kia sâu hơn, cho nên đi theo họ. Tuy người đó là ngoại đạo, tuy là ma dương, nhưng có nhân duyên thâm sâu với họ. Tuy tiếp thu sự quân tập của quý vị, quân tập một thời gian, khi gặp người có duyên sâu, họ vẫn không tin chánh pháp này, vẫn là đi theo người có duyên. Đạo lý là như vậy. Vì thế Phật không độ người không có duyên. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, tâm khai ý giải, không còn phân biệt chấp trước nữa. Họ đi hoan hỷ gật đầu rất tốt. Đợi khi họ hết duyên bên đó, chịu hết cái khổ, họ sẽ trở về. Không nhất định là đời này, có thể nhiều đời nhiều kiếp. Hết cái khổ, cái khổ này là quả báo tam đồ. Chịu hết cái khổ, lại gặp được Phật pháp. Điều này rất bình thường. Ngày nay chúng ta thấy họ đang làm. Trong đời quá khứ bản thân ta cũng từng làm, cũng từng trải qua tam đồ lục đạo. Đời này được thân người, được gặp Phật pháp, rất hoan hỷ. Giống như họ vậy, họ đi theo con đường mình từng đi. Đời này mình thuần thuộc, chắc họ phải qua nhiều đời nhiều kiếp nữa mới thuần thuộc như chúng ta hiện nay. Vấn đề này chúng ta thấy một cách rõ ràng, minh bạch. Có gì lạ đâu. Sau khi khế nhập Phật pháp, chư vị biết rằng tâm khai ý giải, pháp hỷ sung mãn. Cho nên thân thể tốt, tinh thần tốt. Pháp thế gian cũng thường nói, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Người học Phật ngày ngày sống trong pháp hỷ sung mãn. Nếu ta học Phật không thể sanh tâm hoan hỷ, vậy là ta đi sai Phật pháp. Đi con đường tà tuyệt đối không phải đi con đường chánh pháp. Nếu đi trên con đường chánh pháp, nhất định là pháp hỷ sung mãn. Dù gặp trắc trở gì, vẫn là pháp hỷ sung mãn. Gặp một người ác, như Nhẫn Nhục Tiên Nhân gặp được vua Ca Lợi vậy, cắt từng miếng thịt trên thân thể, Nhẫn Nhục Tiên Nhân vẫn pháp hỷ sung mãn. Vì sao vậy? Vì ông đi là con đường Bồ Tát chánh đạo. Tuy gặp tai họa như vậy, vì sao ông được pháp hỷ sung mãn? Vì Nhẫn Nhục Ba La Mật đã viên mãn, sao ông không hoan hỷ được? Thì các thân thể có đau đớn chăng? Có ngã thì có đau đớn, vô ngã ai đau đớn? Công phu của ông đến giai đoạn này, vô ngã, cắt cũng không đau. Vì sao chúng ta hôm nay cắt là thấy đau? Vì có cái ngã. Đây là cái tôi. Khi phá được ngã chấp, không còn nữa, dù cắt cũng không đau. Phật pháp nói với chúng ta, điều này tuyệt đối là chân lý, nó không phải tương đối.
Độ tha tức là độ mình. Quan tâm người khác nghĩa là quan tâm mình. Do đây có thể biết, nếu nói ngược lại, hại người chính là hại chính mình. Lợi ích chúng sanh nhất định là lợi ích chính mình. Đây mới là chân lý, mới là chân tướng sự thật. Hết thảy chư Phật Bồ Tát, không ai không toàn tâm toàn lực giúp tất cả chúng sanh, đặc biệt là gặp chúng sanh khổ nạn, lập tức đưa tay giúp đỡ. Sự giúp đỡ này là kết duyên với họ. Điều thứ nhất của tứ nhiếp pháp là bố thí, kết duyên này với họ. Có nhân duyên này, sau đó mới có thể giúp cho họ thoát ly khổ hải, thoát ly tam giới. Có nhân duyên, họ sẽ thích nghe quý vị nói. Nếu không có nhân duyên với nhau, dù ta nói pháp hay đến đâu, thuần chánh đến đâu, họ với quý vị nhân duyên quá mỏng, họ không tin ta nói, cũng không nghe lời ta. Đây cũng là Phật môn thường nói, Phật không đổ người vô duyên. Đời quá khứ và đời hiện tại kết duyên chưa sâu. Có một số đồng tu đến hỏi, tu học ở đây một thời gian, khi có người nói các kinh pháp khác, họ vừa nghe liền đi đến đó, đến hỏi tôi vì nguyên nhân gì. Nguyên nhân này rất đơn giản, nhân duyên của họ với chúng ta rất mỏng, nhân duyên với người kia sâu hơn, cho nên đi theo họ. Tuy người đó là ngoại đạo, tuy là ma dương, nhưng có nhân duyên thâm sâu với họ. Tuy tiếp thu sự quân tập của quý vị, quân tập một thời gian, khi gặp người có duyên sâu, họ vẫn không tin chánh pháp này, vẫn là đi theo người có duyên. Đạo lý là như vậy. Vì thế Phật không độ người không có duyên. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, tâm khai ý giải, không còn phân biệt chấp trước nữa. Họ đi hoan hỷ gật đầu rất tốt. Đợi khi họ hết duyên bên đó, chịu hết cái khổ, họ sẽ trở về. Không nhất định là đời này, có thể nhiều đời nhiều kiếp. Hết cái khổ, cái khổ này là quả báo tam đồ. Chịu hết cái khổ, lại gặp được Phật pháp. Điều này rất bình thường. Ngày nay chúng ta thấy họ đang làm. Trong đời quá khứ bản thân ta cũng từng làm, cũng từng trải qua tam đồ lục đạo. Đời này được thân người, được gặp Phật pháp, rất hoan hỷ. Giống như họ vậy, họ đi theo con đường mình từng đi. Đời này mình thuần thục, chắc họ phải qua nhiều đời nhiều kiếp nữa mới thuần thục như chúng ta hiện nay. Vấn đề này chúng ta thấy một cách rõ ràng, minh bạch. Có gì lạ đâu. Sau khi khế nhập Phật pháp, chư vị biết rằng tâm khai ý giải, pháp hỷ sung mãn. Cho nên thân thể tốt, tinh thần tốt. Pháp thế gian cũng thường nói, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Người học Phật ngày ngày sống trong pháp hỷ sung mãn. Nếu ta học Phật không thể sanh tâm hoan hỷ, vậy là ta đi sai Phật pháp. Đi con đường tà tuyệt đối không phải đi con đường chánh pháp. Nếu đi trên con đường chánh pháp, nhất định là pháp hỷ sung mãn. Dù gặp trắc trở gì, vẫn là pháp hỷ sung mãn. Gặp một người ác, như Nhẫn Nhục Tiên Nhân gặp được vua Ca Lợi vậy, cắt từng miếng thịt trên thân thể, Nhẫn Nhục Tiên Nhân vẫn pháp hỷ sung mãn.
Vì sao vậy? Vì ông đi là con đường Bồ Tát chánh đạo. Tuy gặp tai họa như vậy, vì sao ông được pháp hỷ sung mãn? Vì nhẫn nhục ba la mật đã viên mãn, sao ông không hoan hỷ được? Thì các thân thể có đau đớn chăng? Có ngã thì có đau đớn, vô ngã ai đau đớn? Công phu của ông đến giai đoạn này, vô ngã các cũng không đau. Vì sao chúng ta hôm nay cắt là thấy đau? Vì có cái ngã. Đây là cái tôi. Khi phá được ngã chấp, không còn nữa, dù cắt cũng không đau. Phật pháp nói với chúng ta điều này tuyệt đối là chân lý, nó không phải tương đối. Đây chính là đề mục chung mà hiện nay chúng ta đang diễn giảng. Học di nhân sư, hành di thế phạm. Không có oai quang phổ thắng, làm sao có thể làm sư, làm sao có thể làm phạm? Muốn đạt đến mục tiêu này, muốn đạt đến trình độ này, bản thân nhất định phải tinh tấn nỗ lực, từng ly từng tí trong cuộc sống đều phải cầu sửa đổi. Nếu có lỗi lầm phải sửa đổi nó. Tuyệt đối không được cho rằng lỗi này không đáng, không sao, lỗi nhỏ không sao, dần dần biến thành lỗi lớn. Lỗi nhỏ hình như không có gì chướng ngại, khi thành lỗi lớn rồi, chướng ngại sanh ra nghiêm trọng. Chướng đạo, chướng ngại sự tu tập của chúng ta, chướng ngại việc đoạn phiền não, chướng ngại việc chứng Bồ Đề, thậm chí là chướng ngại giảng sanh, rất phiền phức. Do đây có thể biết, sửa lỗi tức là sám hối, sám hối nghiệp chướng. Khuyết điểm nhỏ, tật khí nhỏ, dễ sửa. Như người bệnh vậy, mới bị bệnh, bệnh rất nhẹ, rất dễ trị. Nếu để bệnh kéo dài, lúc này trị rất phiền phức. Sửa đổi sai lầm cũng vậy, phát hiện khuyết điểm nhỏ lập tức sửa đổi, rất dễ thay đổi thành tựu đức hạnh của chính mình. Khuyết điểm nhỏ không chịu sửa, dần dần dưỡng thành tập khí, dưỡng thành thói quen, phiền phức rất lớn. Lúc này muốn sửa cũng không sửa được, nhất định tạo thành chướng ngại. Chúng ta xem, hiểu được sự thật này, ta sẽ cố gắng, sẽ chịu sửa đổi. Nhưng thông thường chúng ta không dễ phát hiện lỗi lầm của mình, thường tự tha thứ cho mình. Nhìn người khác rất kỹ, người khác có lỗi lầm nhỏ ta đều thấy. Chúng ta tu học như thế nào? Chúng ta thấy lỗi lầm của người khác, lập tức hồi quang phản chiếu, bản thân mình có chăng? Đối với bản thân mà nói, điều này có lợi ích rất lớn. Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với tất cả đại chúng, thấy người khác có điểm tốt, nghĩ lại xem mình quá không? Mình không có, cần phải học tập theo họ.
Thấy người ta không tốt, nghĩ lại xem mình có không. Có, lập tức sửa đổi. Tất cả mọi người trong thế gian, người thiện, người ác, há chẳng phải đều là Phật Bồ Tát ư? Sao lại giả được? Phật Bồ Tát đang thị hiện nhắc nhở chúng ta. Ta không hiểu cái gì gọi là thiện, không hiểu cái gì gọi là ác. Họ đang biểu diễn, đang thị hiện. Đang làm gương cho chúng ta thấy. Dạy ta đoạn ác tu thiện. Dạy ta sửa đổi lỗi lầm. Ta đối với mọi người phải học Bồ Tát Phổ Hiền lễ kính chư Phật. Phải xem tất cả chúng sanh như Phật Bồ Tát vậy. Họ đến thị hiện cho chúng ta thấy. Mỗi vị đều đến để thành tựu chúng ta. Quý vị làm Phật không còn xa nữa. Vì sao vậy? Kinh điển thường nói Phật nhãn thấy hết chúng sanh đều là Phật. Bây giờ chúng ta có thể thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Tức cách chỗ thành Phật rất gần. Giảng sanh không còn là vấn đề. Thấy mũi mòng sâu kiến đều là Phật, lại nghĩ chung rất đáng thương biến thành thân này. Đây là thân ác báo. Chúng tạo ác nghiệp mới đọa thân ác. Chúng ta thấy chúng thị hiện thân này, ta không thể tạo ác nghiệp. Mũi mòng sâu kiến cũng là Phật Bồ Tát thị hiện. Cho nên sáu căn tiếp xúc cảnh giới, tất cả đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Như vậy mới có thể khế nhập cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát, tu học đại hạnh của Phổ Hiền.